Xin chào các bạn, đây là chuyên mục chăm sóc sức khỏe của Mẹo Sức Khỏe HTV. Nội dung trong chuyên mục chúng tôi sắp gửi đến cho các bạn, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Những ai đang bị đau lưng mỏi gối, muốn khỏi bệnh nhanh mà không tốn nhiều tiền thì nên xem video này. Bệnh đau lưng là một loạt các cảm giác đau đớn, lúc ầm ỉ, lúc dữ dội nơi thắt lưng. Có rất nhiều nguyên nhân. Song đối với dân văn phòng, đau lưng chủ yếu là do làm việc trong một tư thế cố định, khiến gai cột sống, khối cơ lưng và dây chằng ít hoạt động. Do đó, bạn sẽ có cảm giác đau nhức âm ỉ dọc cột sống, các động tác cúi, ngửa, xoay hơi khó khăn. Theo y học cổ truyền, lá ớt có tác dụng chữa bệnh đau lưng, thoát vị đĩa đệm ở cả nam giới và nữ giới. Vì trong lá ớt có vị nồng, tính ấm, hơi the nên có tác dụng làm giảm đau xương khớp, ấm bụng, trừ lạnh, giảm đau lưng, đầy hơi, khó tiêu, nôn mửa, kháng khuẩn, chống viêm. Vì vậy, từ lâu, cây lá ớt đã được sử dụng làm bài thuốc chữa bệnh đau lưng rất hiệu quả. Một giải pháp giảm đau lưng hữu hiệu cho người bệnh. Nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị bao gồm: thứ nhất, bạn chuẩn bị cho mình một nắm lá ớt. Thứ hai, các bạn chuẩn bị cho mình một chút rượu trắng nhé. Với hai nguyên liệu này, cách các bạn thực hiện như sau. Lá ớt sau khi được mua về hoặc hái xuống thì bạn hãy mang chúng đi rửa thật sạch. Sau khi đã được rửa sạch, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo, làm nóng chảo và xao chín lá ớt của chúng ta lên nhé. Các bạn đảo đều tay cho lá ớt chín đều và tránh tình trạng bị cháy. Vậy là mình đã thấy mùi thơm của lá ớt rồi các bạn ạ. Giờ mình cho vào đây một chút rượu và tiếp tục xao cùng lá ớt nhé. Vậy là mình đã xao xong rồi đây. Mình đổ chúng ra một cái đĩa cho các bạn xem nhé. Đây cũng chính là hỗn hợp dùng để trị đau lưng ở phương pháp này. Rất nhanh, phải không các bạn? Cách các bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Ngay khi vừa cho ra, bạn cho hỗn hợp vào khăn trắng và bọc lại. Bạn chườm hỗn hợp này lên vị trí đau lưng mỏi gối. Bạn phải cẩn thận vì hỗn hợp này còn rất nóng. Khi hỗn hợp của chúng ta nguội, bạn đem xao lại, sau đó tiến hành chườm tiếp cho đến khi nguội. Mỗi ngày, kiên trì chườm vào vùng đau khoảng 2 lần giúp giảm chứng đau nhức một cách nhanh chóng. Chúc các bạn thành công và luôn khỏe mạnh! Chúng tôi hy vọng rằng với chuyên mục này, với nội dung trong video sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc chăm sóc sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.